tác dụng chữa bệnh của rau cải son. Ngoài giá trị ăn uống, cải son còn được dùng làm thuốc chữa ho, viêm phế quản mãn tính, phòng và chữa bướu cổ, chữa chứng chảy máu chân răng và bệnh scorbut, một bệnh do thiếu vitamin C. Bài thuốc chữa ho. Thường cải son được dùng tươi, ngày lấy từ 20 đến 100 g ép lấy nước. Chú ý không nên sắc uống vì hoạt chất cinnabon của cây thuốc dễ bị bay hơi, sẽ kém tác dụng. Bài thuốc phòng chống bướu cổ. Ở miền núi, nơi thường mắc bệnh bướu cổ, việc phát triển trồng cải son rất tốt. Vì đây là loại rau dễ ăn, cung cấp nhiều iốt cho cơ thể. Món cải son trộn dầu giấm ăn sống không chỉ ngon mà còn là bài thuốc chữa ho, chảy máu chân răng và phòng bệnh bướu cổ tốt. Lấy một mớ cải son khoảng 200 g, một quả cà chua, rau mùi, lạc rang giả nhỏ, kênh giới, tỏi, ớt, mắm, giấm vừa đủ, dầu ô liu 2 thìa. Rửa thật sạch các loại rau, vẩy hết nước, cà chua thái lát mỏng, sau đó tiến hành trộn giống như cách làm các món nộm khác. Bài thuốc chữa tàn nhang. Dùng hỗn hợp gồm dịch cải son 3 phần, mật ong 1 phần, trộn đều với nhau, sau đó lấy vải mềm đắp tẩm lên vùng da tàn nhang mỗi ngày 2 lần, sáng chiều, rồi rửa sạch. Bạn hãy kiên trì chữa trị, vì đây là bài thuốc rất hiệu quả. Bài thuốc chữa bí tiểu tiện. Cải son 1 nắm, hành 3 củ, củ cải 2 củ, nước 1 lít. Tất cả rửa sạch, đem sắc lấy nước uống vào giữa bữa ăn. Bài thuốc chữa tăng huyết áp. Dùng lượng cải son vừa đủ ép lấy dịch, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 100 ml. Bài thuốc này sẽ giúp điều hòa lượng máu trong cơ thể và ổn định huyết áp.